À, thưa quý vị, đây là một bức ảnh phục hồi theo một cái kiểu khác. À, ảnh này để theo thời gian năm tháng nó đã quá mờ nhạt. Và cái chuyện mà bị mờ nhạt này là chuyện bình thường thôi, bởi vì khi mà ánh sáng vào ảnh nhiều thì ảnh nó sẽ bị mất màu và nó sẽ bị mờ đi. Muốn làm bức ảnh này trở về đen trắng bình thường thì không có gì khó, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng một cái chiêu hầu như dễ nhất ai cũng thể làm được, đó là chúng ta dùng cái lệnh ô tô trên đây nè. Đây nha, trên đây nó có lệnh nè ha, ô tô này nha, ô tô tông nè, ô tô con chat nè, mình coi thử nè, nó ra rồi không, đây nè. Còn nếu bạn không thích làm như vậy, tôi khuyến khích các bạn là không nên làm kiểu đó, bởi vì làm ô tô nghĩa là hên xui. Trong vấn đề nghề nghiệp thì không có chuyện hên xui đâu, mà cái chuyện chúng ta làm đâu phải chúng đó. Vậy ta sẽ nhấn F12 để revert lại hình ban đầu. Ta vô trong lệnh này đây. Nếu mà nói về ánh sáng hình bị sai, mà do ánh sáng của mặt trời làm bị sai, thì chúng ta phải dùng lệnh leo. Còn nếu mà ánh sáng do mình chụp ảnh bị sai, mình chọn đây. Không. Thì mình chọn đây nha. Thấy nó bị sai đồ thị nè. Tập nhìn đi cho nó quen các bạn à. Điểm đen nằm đây, điểm trắng nằm đây, điểm trung gian này nó chật lất đồ thị. Điểm đen phải nằm chỗ này mới đúng nè, điểm trắng nằm đây mới đúng nè. Ta kéo về đây, đen về tới đây, thấy đen đây nó bị thiếu trắng đúng không, thiếu sáng, kéo về đây không thấy đúng màu chưa. Chỗ này là chúng ta thể gia giảm là tùy theo cái độ mình đen nhiều hay là trắng nhiều. Trường hợp này hình này nguyên khối đen nhiều quá thì mình cho về phía này chút này cho nó thấy chi tiết bên đây lên nè, thấy không, cái đồ thị nè mình tự cân ra. Nằm đây là trung bình này, chỗ này cái đường cao nhất nè, cao nhất đây, trung bình đây, thì mình lấy cỡ này là vừa nè, đó cỡ này là cỡ cái điểm này là vừa nè, như chỗ này nè, điểm thứ nhì nè nằm giữa cao và thấp, mình lấy điểm cao nhất thấp nhất mình cân bằng ở giữa, chỗ này là đúng nè, trung gian đó là chỉ cái gì nhà đồ thị. Nếu gì không biết cái này cả đời cái gì cũng không biết, nếu gì không hiểu về là cách đọc đồ thị, cái gì cái chỉnh mà kiểu giống như là miệng liền hay là chỉnh là kiểu là cảm hứng, nghĩa là cảm quan á, là chỉnh thấy được 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 không chính xác đâu, như vậy mới được à. Rồi ok, coi như xong bước 1 xong nha. Rồi bước thứ hai chúng ta gộp lại đi, bước thứ hai những chỗ này nó bị tối nè, như vậy thì làm sao đây quý vị. Tôi chỉ gì có hai cách để làm, mà là gương mặt của cô này nó hơi bị tối tối, có hai cách làm nha. Cách thứ nhất á là chúng ta sẽ dùng cái công cụ này bên nè, bên đây để cho nó là mid tone, tại vì đây là trung gian chứ không phải là đen hay trắng, thì mình vẽ ở đây thấy không, mà cú là liền chứ có gì đâu. Không thấy không, à xong chỗ này chưa được nè, nhưng mà làm như vậy á, nó sẽ bị một cái lỗi thì khi mình quẹt cái tay á, mình quẹt cái tay đó cái gì thì nó do cái cảm hứng cái tay mình quẹt mạnh hay quẹt nhẹ, quẹt yếu, quẹt nhiều quẹt ít, cho nên chỗ nào nhiều á, thành là cái cục đen giống vậy nè, mắt thường không nhìn ra nhưng mà khi in ra nó ra đó, thì nó không không làm cách này. Tôi chỉ hết tất cả những cái chiêu thức mà người ta làm, nhưng mà tôi khuyến khích không làm kiểu này, mình làm kiểu khác, mình trở về chỗ này nè. Đây tôi khuyên quý vị làm kiểu này nè, bây giờ quý vị đừng chú ý cho nên gì khác hết nha, quý vị lấy giùm tôi cái quýt mát đây đi, chọn quýt mát, chúng ta quẹt chỗ này, lấy vùng này nha. Rồi sau đó quý vị chịu khó dùng cái đường ánh sáng cong ta chỉnh cho tối lại nè, ta nhìn cái vùng đó thôi, ta nhìn cái vùng đó ta đối chiếu với vùng ngoài này nè, vùng cái này là đối chiếu vùng ngoài này nha, thấy nó được được cân bằng là được. Thì khi mình kéo vậy nó đều hết, quý vị đồng ý không, nó đều ánh sáng hết từ trên dưới. Rồi bây giờ mình thấy những chỗ bị tối này gì, chúng ta dùng cái cọ rớt chúng ta cho khoảng cả 30% thôi, và cái gì bấm chữ X cho màu đen nè, chúng ta cú lại ha, cú lại nhẹ nhẹ thôi, cú lại chỗ này cần cú nữa. Nó chuẩn hơn gì thấy rõ ràng không, nó không có bị gắt như kia, nó đều hơn nè. Ok rồi, tương tự như vậy á, mình sẽ lấy màu đen và trắng lên trên, mình tô sẵn dựa vào cái này làm tối hình nè, mình tô chỗ này luôn nè, cái gì một công mà đôi việc luôn nè.
nhấn cái tóc lại đen lại nè. Rồi cái gương mặt của cô này cũng vậy nè, 10% thôi, tô từ từ. Nhấn chỗ này lên, chỗ nào chưa ổn thì ta tô 10% thôi, nó rất là đều, 10% thôi nha. Chỗ này là chỗ tối rồi, mình phải phân biệt rõ hai lớp tóc và cái áo, cái cổ bà cụ, hai cái mảng khác nhau, hàng sáng hàng tối hàng toàn khác nhau. Rồi các bạn coi, chúng ta đã vừa làm xong cái việc này nè, được chưa nào? Rồi mình gặp lại. Như vậy là chúng ta đã vừa phục hồi xong một cái bức ảnh mà nó bị tối, bị sáng, bị mờ nhạt, thành ra bình thường trở lại. Còn chuyện tiếp theo nữa thì quý vị sẽ làm tiếp. Ví dụ như cho nó đơn giản vậy nha. À, những cái chuyện mà nó bị lớm đớm đớm vậy, cái chuyện này quá đơn giản rồi, chúng ta chỉ việc dùng cái này thôi là xong, mình chấm từ từ nó mất thôi, cái gì đâu, chuyện này là không có gì phải bàn nữa hết. Thì bạn nó coi như quen quá rồi, tôi nói những chuyện khó của phục chế thôi, còn cái gì là râu ria đó, bạn chấm như này nó mất liền chứ có gì đâu nè, thấy không, mất tiêu liền đó. Mấy chuyện này nè, này là bị lâu ngày nó bị bụi thôi, nó chấm vô đây, còn chấm từ từ nó mất à. Như trên bà cụ nè, cái mặt này nè, này nè, thấy con cụ này khá hay chưa, như này nè, tự mất thôi đó, như đây nè, ha, cái chuyện mà tự làm tiếp, cái này không có gì khó chứ, quá đơn giản, không có khó đâu, chúng ta cái đó không có khó. Thì đó là vấn đề thứ hai, là từ một tấm ảnh mà bị mờ nhạt chúng ta làm rõ lên. Ở đây chỉ là cấp độ trung bình thôi, chưa khó đâu. Cấp độ khó hơn chút như sau nè. Để tôi nói cấp độ khó hơn xíu nha. Ví dụ như bức ảnh này là hơi khó hơn chút, không thấy gì luôn, coi như là đứa bé là không thấy một cái gì hết. Cũng dễ thôi, chúng ta cũng bắt buộc làm như thế này. Cái này thì chúng ta sẽ làm cái chiêu thứ nhất như sau nè. Cần chân di lên, chúng ta cho là mình thì lại cho nó ra chi tiết cái đã, cho nó có khối cái đã, rồi cần chân ơ gặp lại, sau đó chúng ta mới dùng tới cái lệnh này. Bị trái mà hơi vàng chưa, làm hơi khó chịu xíu rồi, thấy đỡ hơn nhiều ha. Container lại. Bây giờ với cái bức ảnh này, cái khó nhất bây giờ là cái điểm sáng điểm tối á, nó gần như là nó không thấy rõ ràng. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ dùng công cụ bên này nè, chúng ta cho mà là cái mảng là chỗ này nè nha, khoảng cỡ 20% thôi, mít tông, chúng ta dậm vô chỗ này, chúng ta đi những cái đường này nè, ta đi chi tiết lại chỗ những cái vùng nét chỗ này, thằng cho lấy được chi tiết của đường nét của nhân vật lên trước rồi đã, cho thấy được rồi đã. Thấy nó nổi lên từ lên phải không? Bây giờ mình sẽ chịu khó mình nhấn chỗ này nè, nhấn chỗ lông lên nè, thì em thấy là cái hình nó nổi lên, nó có gì đâu, nhấn chỗ lông này nè, rồi
thì chịu khó cho tôi 10% thôi quý vị. Mình ngồi vẽ lại nha. Nheo nheo mắt tí thấy được cái đường nét nổi lên nè. Vẽ bàn tay ngón tay nè, cái bàn tay nè thấy không? Vẽ cái cánh tay đó, thấy không? Nó vừa mà nó hiện lên rồi đó. Những đường nét nè, vẽ lại nè. Tôi vẽ lại nè ha, mặc dù không thấy tôi vẽ lại cho nó ra nè. Cái đầu nè. Đó, tôi vẽ lại nè. Vẽ cái miệng nè nè. Đó, tôi vẽ lại hết toàn bộ như này. Vẽ những ngón tay lại nè, ngón chân, cứ tô tô theo cái đường đó hình hợp lý là được rồi. Ngón chân đây nè, thấy rõ hơn chưa? Sau ban đầu là rõ hơn nhiều rồi. Sau được như vậy rồi chúng ta mới tiến hành là chấm từng cái hộp mụn, từng cái vết kia, phải từng giai đoạn một cụ thể thế nào. Tôi có 20 bài cho chúng ta có thể về mày mò nghiên cứu tiếp. Bởi vì trong góc độ nghề nghiệp, các bạn mà nhận được bức ảnh này chắc cũng lâu lâu, cũng cả 5-10 năm mấy bạn kiếm được tấm ảnh vậy đó. Là đa số là như ta thấy là từ đen trắng lên màu, là từ tới tối nãy đưa lên thôi. Và cùng lắm là những trường hợp thứ ba tiếp theo là tôi cho gì thấy là những hình thờ lâu ngày nó bị mục, bị này nọ đó, mình làm lại thôi. Thì những cái đó người ta ăn tiền rất là dễ, thì ta lấy những cái việc mà đơn giản mà ta hay tiếp xúc nhiều ta làm. Còn những này chúng ta cứ việc tham khảo và nghiên cứu thêm,